Kính thưa Đại hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình luôn có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời Thượng tọa Thích Minh Quang, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình lên phát biểu tham luận với nội dung Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh với đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin trân trọng kính mời Thượng tọa. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa quý vị lãnh đạo, đại biểu khách quý, thưa toàn thể đại hội. Hôm nay, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029 được long trọng tổ chức. Đại diện cho tăng ni tín đồ Phật tử tỉnh nhà, tôi xin gửi đến đại hội lời chào mừng tốt đẹp nhất, kính chúc quý liệt vị thân khỏe, tâm an, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công viên mãn. Kính thưa đại hội, là một tổ chức thành viên tích cực, tin cậy của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vui mừng với những kết quả đã đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và chương trình hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2024-2029 được trình bày. Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, tôi xin trình bày tham luận với chủ đề Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình với đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để bổ sung vào báo cáo của đại hội. Kể từ khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Phật giáo luôn nêu cao vai trò hộ quốc an dân và kiên định phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phật giáo Ninh Bình có 354 ngôi chùa, 386 tăng ni và khoảng 150.000 Phật tử. Phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, tốt đời đẹp đạo, trong nhiệm kỳ qua, tăng ni tín đồ Phật tử tỉnh nhà luôn đoàn kết hòa hợp, chung sức đồng lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh. Trong những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu Phật sự quan trọng trên tất cả các lĩnh vực và luôn sát cánh cùng với Mặt trận Tổ quốc các cấp, thường xuyên có những hoạt động chăm lo cho người nghèo, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cứu trợ giúp đỡ đồng bào vùng bị thiên tai, lũ lụt, vùng sâu, vùng xa, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu, tặng quà thân nhân các gia đình liệt sĩ nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tặng quà đồ dùng học tập, xe đạp cho trẻ em nghèo vượt khó, có thành tích cao trong học tập và duy trì các hoạt động phát cơm cháo từ thiện tại các bệnh viện trên tuyến huyện. Kính thưa đại hội, xã hội đang đứng trước nhiều vấn nạn của thời đại như bạo lực gia đình, bạo lực học đường, suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận giới trẻ sống thực dụng, manh động trong suy nghĩ và hành động, bất kính với người lớn, cha mẹ, thầy cô, thiếu tình thương, yêu thương đồng loại, dẫn đến tai tệ nạn xã hội có dấu hiệu gia tăng. Trong nhiều năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã có những hoạt động thiết thực góp phần làm giảm thiểu tình trạng suy thoái đạo đức trong thanh thiếu niên, tổ chức nhiều khóa tu mùa hè dài ngày hoặc ngắn ngày cho thanh thiếu niên. Tham dự các khóa tu, các em được trải nghiệm và nghe giảng dạy về các kỹ năng như sống biết ơn, sống tích cực, sống có trách nhiệm, sống yêu thương. Từ đó giúp các em có được nếp sống văn minh, văn hóa lành mạnh, sống có trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Tư tưởng nhập thế của Phật giáo đã góp phần xây dựng chuẩn mực đạo đức con người, đưa con người đến cuộc sống chân, thiện, mỹ. Từ năm 2014 đến nay đã trở thành thông lệ,
hàng năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức gặp mặt giao lưu chức sắc chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán, với mục đích để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các chức sắc tôn giáo, đồng thời tạo sự gần gũi, thân thiện, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các tôn giáo. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động các tổ chức tôn giáo cùng chung tay có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp ủng hộ các nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh và ủng hộ các vật dụng thiết yếu đến các khu cách ly, phong tỏa giãn cách, thăm hỏi tặng quà động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch, tặng quà nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam với tổng trị giá 3,5 tỷ đồng. Có chùa tình nguyện tiếp nhận 119 người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về cách ly tại chùa, hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn nghỉ cho người cách ly. Vận động tín đồ Phật tử mỗi ngày nấu hơn 400 suất cơm miễn phí ủng hộ cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần 2 tháng. Đặc biệt, phong trào cởi áo nâu khoác áo blue đã có 11 tăng ni tình nguyện đăng ký, trong đó có 5 tăng ni tham gia là tình nguyện viên ra tuyến đầu vào các bệnh viện dã chiến giữa tâm dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An, để góp sức cùng với đội ngũ y bác sĩ chăm sóc bệnh nhân. Kính thưa đại hội, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh các cấp đã tích cực vận động nhân dân tín đồ Phật tử tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và hiến tặng hàng chục ngàn mét vuông đất và tài sản đất trên đất phục vụ cho việc mở rộng đường liên thôn, liên xã, đường nội đồng và xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, đóng góp tiền mặt, vật chất, ngày công để mở rộng khuôn viên, mua sắm thiết bị nhà văn hóa, khu dân cư, sân chơi thể thao, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đường làng, ngõ phố sạch đẹp, khang trang, diện mạo nông thôn đô thị ngày càng đổi mới, nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã quan tâm hỗ trợ học bổng cho các cháu học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn các năm học giai đoạn 2021-2024. Các tăng ni đã đăng ký ủng hộ gần 200 em học sinh, mỗi em là 4,5 triệu đồng trên năm. Có em mất cả cha và mẹ đã được ủng hộ 12 năm. Tổng số tiền trao tặng cả chu kỳ trên 5 năm là trên 10 tỷ đồng. Kính thưa đại hội, nét nổi bật mang tính riêng và độc đáo của Ninh Bình là hưởng ứng phát động xây dựng mô hình dân vận khéo. Do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động, hai tôn giáo chung tay ký kết xây dựng các mô hình. Mô hình thứ nhất, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh ký kết và ban hành kế hoạch phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh triển khai trên phạm vi toàn tỉnh mô hình vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai xây dựng và thực hiện tại các chùa và các giáo xứ, giáo họ. Khi tổ chức phát động, các vị linh mục chính xứ, các tăng ni trụ trì các chùa trên địa bàn tỉnh đã đến dự phát biểu tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa để đồng bào các tôn giáo cùng tham gia thực hiện. Mô hình tiêu biểu thứ hai là vận động chức sắc chức việc các tôn giáo chung tay xây dựng những ngôi nhà ấm tình đoàn kết lương giáo cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2018 đến năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng với Ban dân vận tỉnh ủy vận động các chức sắc chức việc các tôn giáo hỗ trợ xây mới gần 200 ngôi nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Đặc biệt, để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và Đại hội Phật giáo các cấp,
các linh mục và các tăng ni của hai tôn giáo đã chung tay tham gia ủng hộ và tổ chức khởi công xây dựng 48 ngôi nhà ấm tình đoàn kết lương giáo cho các hộ gia đình, người công giáo, dân tộc, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với kinh phí trên 9 tỷ đồng. Kính thưa đại hội, để có được kết quả ích đạo lợi đời nêu trên, trước hết chúng tôi xin bày tỏ sự cảm ơn đối với cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc các cấp đã luôn quan tâm tạo điều kiện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhà thực hiện tốt công tác Phật sự và thế sự. Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chúng tôi xin kiến nghị đề xuất một số giải pháp cụ thể như sau. Một là Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục quan tâm tạo điều kiện nhiều hơn nữa trong các hoạt động Phật sự để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhà luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc và phụng sự nhân sinh. Hai là tiếp tục phối hợp cùng với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vận động tăng ni tín đồ Phật tử thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày một phát triển giàu đẹp văn minh. Ba là phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho tăng ni tín đồ Phật tử và nhân dân nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống tai nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng cơ sở tôn giáo tinh tiến, khu dân cư bình yên, an toàn và hạnh phúc. Bốn là tăng cường công tác phối hợp, tổ chức thăm hỏi động viên tặng quà các chức sắc chức việc, tăng cường công tác giao lưu giữa các tôn giáo trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Năm là quan tâm biểu dương tôn vinh vai trò đóng góp các chức sắc chức việc tín đồ Phật tử trong tuyên truyền vận động tín đồ Phật tử nhân dân sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa toàn thể đại hội, trước khi dừng lời, một lần nữa thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, chúng tôi xin kính chúc các quý vị lãnh đạo, đại biểu khách quý cùng toàn thể đại hội thân khỏe, tâm an, gia đình hạnh phúc, mọi sự hanh thông, cát tường như ý. Chúc đại hội thành công viên mãn.